Sau lưng tôi đang đi vô trong rừng rồi. Tôi đang lẩn trốn. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả các bạn biết là tôi có thể tồn tại được ở trong rừng với một dụng cụ là tôi mang theo một con dao găm mà tôi nãy bọc theo ở nhà, và tôi có một cái hồng quẹt. Giờ đã chiều rồi. Tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn khi mà các bạn là lẩn trốn ở trong rừng, các bạn ăn cái gì. Ở Việt Nam mình chuối rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ chống đói bộ cơm một buổi chiều đã, rồi ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp. Chúng ta bắt đầu sẽ đi ăn củ chuối. Củ chuối nó vừa có nước lại vừa có cũng có chất được cứu đói qua đêm. Sáng mai chúng ta sẽ, tại vì con người của mình mà mình có thể nhịn đói được một tuần và nhịn khát được một tuần mà, cho nên tối nay chắc không sao đâu. Giờ tôi sẽ bắt đầu đi kiếm cây chuối và chúng ta bắt đầu ăn củ chuối nào. Tôi đang đi nè, phía bên này, phía bên bên đám bên kia thấy có một bụi chuối à, của nhà dân trồng. Tại vì mà khỏi lo đi, ở Việt Nam mình là nhiều nhất là chuối mà, cho nên các bạn không bao giờ mà thiếu chuối được. Đây, chuối là một cái nguồn mà có thể ăn, có thể cứu đói được qua ngày mấy bạn, cho nên các bạn cứ yên tâm. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào, chúng ta sẽ đi trộm cái chuối, ăn củ chuối, ăn đỡ thôi, trời đang chiều rồi. Đây là cây chuối các bạn. Còn đây là củ chuối, chúng ta sẽ bắt đầu ăn củ chuối. Tôi gỡ củ chuối ra, chúng ta ăn củ chuối. Tôi mới nhổ được củ chuối nè. Giờ tới nay chúng ta sẽ bắt đầu gọt ra. Tôi sẽ chỉ các bạn cách ăn củ chuối là để sinh tồn trong rừng. À quên nữa, đây là đám tràm. Dưới là đám tràm rất dễ có rắn nha bạn. Các bạn đi hơi cẩn thận một xíu. Mặc dù lẩn trốn thật nhưng mà rất dễ bị rắn cắn. Mùa này rất dễ bị rắn cắn. Lấy rắn nó thường ngụy trang ở dưới đám tràm á. Bắt đầu gọt cái củ chuối ra. Các bạn biết không? Lẩn trốn là một cái thử thách rất là khắc nghiệt biết không, mà các bạn sinh tồn khác, đây lẩn trốn khác. Đây, một lẩn trốn có nghĩa là các bạn đi trốn không cho ai tìm ra được bạn hết, và các bạn phải sống một mình ở trong rừng và các bạn ép buộc phải thích nghi với trong rừng. Và ngày hôm nay tôi sẽ chứng minh cho các bạn biết được các bạn vẫn có thể sống được ở trong rừng, không có sóng điện thoại hoặc là sóng gì hết, vẫn ẩn nấp được. Vậy là hôm nay tôi sẽ chỉ với bạn về cái đầu tiên của lẩn trốn, là đó là củ chuối. Củ chuối đã ăn được nha bạn. Nó một là nó giúp bạn có chất xơ, hai là nó có nước giúp bạn giải khát. Nói chung là chúng ta ăn cứu đói thôi, ăn cứu đói được chứ thôi. Nếu mà qua ngày mai chúng ta sẽ đi kiếm một chút thịt để ăn. Cái gì thì chúng ta là con người, chúng ta phải có thịt. Không bao giờ mà ăn mấy củ này chúng ta sẽ không chịu nổi được. Đây, với một con dao găm. Đây, chúng ta đầu gọt củ chuối ra. Một lẩn trốn không cha biết mình ở đâu hết, và chúng ta vẫn sẽ sống tốt được. Ấy, chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Càng ngày càng khó khăn rồi bạn ơi, chết mẹ chết rồi, càng ngày càng khó khăn rồi. Thôi chết rồi, rồi có một con dao để mình lẩn trốn trong rừng mà hư mẹ con dao rồi. Chết rồi. Các bạn tôi mới cho bạn biết là mọi thứ trong cuộc sống này nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Mình cứ tưởng mình có một con dao mình sẽ sinh tồn được ổn, nhưng không ngờ con dao, khi mà con dao nó bị gãy ra. Khi mà lỡ làm mình làm bị gãy ra thì xem như là một phần khó khăn nữa nó đang góp sức cho mình rồi nữa, mình càng thêm khó khăn nữa đó. Giờ chúng ta cắt nó rất là khó khăn, chúng ta không có quyền được lựa chọn nữa bạn à. Đến thời khắc lẩn trốn là chúng ta không có quyền nào được sự lựa chọn nào hết, một là sống, hai là chết. Tiếp tục mà chịu đau để ghiền dao lại để mà cắt ra. Ăn nhanh đi, thì chúng ta sẽ kiếm một chỗ ngủ, ngủ qua đêm. Chúng ta sẽ đầu à, rạch ra.
ăn cái phần non của nó đó, giúp phần này non mà. Tại vì tối rồi, chúng ta không đốt lửa được, chúng ta ăn tạm qua bữa đi. Chúng ta sẽ chấp nhận ăn không có muối. Không có quyền khi mà lẩn trốn, các bạn sẽ không có một cái quyền nào lựa chọn đâu. Các bạn sẽ từ bỏ những cái dơ giấy, những thứ các bạn nhìn là mọi thứ nó sẽ rất là dơ, nhưng thực sự khi các bạn lẩn trốn, các bạn ép buộc các bạn phải ăn. Một là các bạn ăn các bạn sống, hai là các bạn nhìn đó các bạn chết. Đường nào cũng chết hết, thà chết đói còn hơn để chết lộn. Đường nào cũng chết hết, thà để chết no, đừng bao giờ để chết đói. Làm ma cũng là ma chết. Tử hình trước giờ tử hình, người ta còn cho ăn một con gà trước khi chết nữa mà, huống chi là mình. Ăn các bạn phải để ý, các bạn đừng nên là ăn quá nhiều chất mấy chất xơ để ăn chất xơ nhiều. Các bạn đi yểm khó khăn lắm, đi yểm mất công ngồi rặn cũng mệt. Mất công lại lúc đó lại có cái chiêu là mặt đỏ lưng gù đít có đuôi, ngồi mà rặn. Ây da, lại một khó khăn mà một thêm khó khăn trong thức thêm khó khăn nữa. Chúng ta sẽ gọt hết ra một cái phần mềm. Chết rồi, sai lầm. Chúng ta bắt đầu gọt từ từ ra. Cái này ăn này nó không có chất dinh dưỡng, nó chỉ có là một cái chất xơ giống như mình nuốt vô bụng ở cho bụng nó đỡ đói thôi. Nhưng mà bí quá chúng ta vẫn có thể ăn được, đó là cây chuối chúng ta vẫn ăn được. Ăn thì cuối đói thôi, rồi hồi nãy cũng chưa ăn cái gì hết mà đã bị đuổi khỏi nhà rồi. Củ chuối ăn có nước có sơ, ăn nhiều không tốt. Củ chuối chúng ta sẽ đầu ăn củ chuối là ăn được nha bạn. Hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cách series lẫn trốn, tôi sẽ chứng minh cho các bạn biết bạn có thể tồn tại được trong rừng suốt một tháng. Củ chuối rất cứng. Không nghĩ cái củ chuối này chúng ta nướng lên ăn sẽ ngon hơn. Mà tôi lỡ gọt rồi, hay ăn không cũng được, không sao không? Củ chuối ăn hơi chát. Củ chuối ăn nó chát, nó sơ hơn nhiều. Ăn đây nó ngọt hơn. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ nướng lên nó sẽ ngon hơn. Ăn nó chát lắm, nói chung là cực không đã phải ăn thôi. Ăn để sống mới sao giờ. Ăn mấy lót dạ chúng ta bắt đầu ngủ qua đêm. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục ngủ lẫn trốn. Ở trên này tôi quan sát kỹ, trên đây chỉ có một cái đồi cao nhất. Chúng ta hiện tại chúng ta không có thời gian để mà nói, chúng ta chắc dọn dẹp củ mối này, tối chúng ta sẽ ngồi dựa đây ngủ quá. Để cho an toàn á, tôi khuyên các bạn nên dọn sạch hết mấy lớp lá ra đi, để tránh rắn rít lấy cớ nó bò lên đây ha. Rồi tôi sẽ bắt đầu tôi dọn dẹp. Chúng ta sẽ để cái củ chuối này để tối chúng ta ngồi buồn nhớ nhà, ngồi gặm dần giao. Tôi khuyên các bạn giao, các bạn nên kiếm một cái gì để bạn chọt vô để đảm bảo an toàn cho chính các bạn. Không được, nếu mà làm bằng tay nó rất là nguy hiểm. Tôi khuyên các bạn nên sử dụng một cái mẹo vặt, cây này sẽ giúp chúng ta nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ cào hết cỏ đi ra quanh cái chỗ ngủ chúng ta để làm gì, để mục đích chúng ta để dễ quan sát được rắn rít hay những con gì nó định tới bò gần chúng ta. Nếu chúng ta mà ngủ quanh bụi rậm này tới nó bò tới khó, chúng ta không biết chúng ta sẽ chết trong đây. Ở dưới đây có những cái khu rãnh, chúng ta hãy ưu tiên lùa những lá cây xuống cái khe rãnh này, mục đích làm gì, rồi một ngày các bạn sẽ biết tôi sẽ áp dụng nó như thế nào. Chúng những cái khe rãnh chúng ta cào lá xuống càng nhiều càng tốt. Đây là xung quanh cái vị trí tôi đã cào sạch sẽ rồi nè. Phía dưới đây là một cái rãnh,
tôi có cào hết lá vào trong cái lá rảnh này nè. Mục đích là làm gì mấy bạn mới sau để biết. Rộng ra làm gì, rộng ra để chúng ta quan sát được những con gì tiến lại gần chúng ta. Vậy thì mình đau ổn rồi bạn ơi. Chúng ta sẽ ngồi dựa đây bằng nghĩa mệt. Có lẽ thiên thời địa lợi, vị trí này rất là tốt. Được, vị trí này tốt để cho chúng ta ngủ. Bây giờ hỏi chúng ta phải biết làm gì. Khi chúng ta lẩn trốn, chúng ta sẽ không biết phải làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ ngủ qua đêm đi. Chúng ta vừa ngủ vừa cảnh giác nha. Qua ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp. Giờ làm gì chúng ta cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Khi chúng ta chỉ có một mình lẩn trốn ở trong rừng, giờ đi đâu cũng không được. Tạm thời chúng ta ăn củ chuối. Và sáng mai chúng ta sẽ thiết kế một ít thịt để ăn thôi. Không điện thoại, không nhắn tin, không liên lạc được ai hết. Và trong đầu không nhớ số một ai hết. Đó là một cái điểm khó khăn.